Thưa quý vị, sự khốc liệt của đại dịch COVID-19 khiến học sinh nhiều cấp học của thành phố Đà Nẵng phải trải qua kỳ học trực tuyến dài nhất từ trước tới nay. Cảnh báo khủng hoảng tâm lý học đường vì COVID-19 là vấn đề được nhiều chuyên gia giáo dục đặt ra, đòi hỏi nhà trường, giáo viên phải linh động có các giải pháp phù hợp để hỗ trợ học sinh. Với những học sinh lớp 1, việc chuyển cấp từ mầm non lên tiểu học đánh dấu nhiều sự thay đổi về phương thức, nề nếp học tập. Nhưng đã gần một học kỳ trôi qua, các em vẫn chưa thể trở lại trường học trực tiếp để gặp thầy cô, bạn bè. Để giúp học sinh có được sự hứng thú, tập trung khi học trực tuyến, các thầy cô giáo dạy lớp 1 phải vận dụng nhiều kỹ năng vào bài giảng, vừa dạy học vừa dỗ dành học sinh. Ban đầu thì học sinh lớp 1 mình nhận rất là bỡ ngỡ luôn. Bản thân mình thì mình cũng cố gắng gần gũi với các em hơn hoặc là trò chuyện với các em nhiều hơn. Trong quá trình mình dạy thì mình không chỉ là đứng với tư cách là giáo viên, là cô giáo đâu, mà mình còn là chị, là một người bạn để mà có thể chia sẻ hoặc là có thể trò chuyện với các em. Mình có ứng dụng một cái câu hỏi quiz nè, hoặc là một cái số phần mềm bao bôi của mình làm cho sinh động hơn để cho phù hợp với các em học sinh. Theo các chuyên gia, có nhiều vấn đề về tâm lý học sinh khi học trực tuyến. Đó là tình trạng học sinh rơi vào trạng thái mệt mỏi, thiếu tương tác và cô lập xã hội, tăng lo âu và căng thẳng. Không có bạn bè bên cạnh để giao tiếp, vận động trong thời gian dài, dễ khiến sức khỏe tâm thần của các em bị ảnh hưởng lớn. Ngoài ra, việc tiếp xúc nhiều với các trang thiết bị điện tử dễ ảnh hưởng tới thị giác. Con học thì cô giảng bài con cũng hiểu, bài tiếp thu bài cũng tốt. Nhưng mà so với đi học trực tiếp thì con thấy đi học trực tiếp nó hay hơn, được gặp bạn bè, được tham gia nhiều hoạt động của lớp hơn. Với lại học trực tuyến đôi khi mảng cũng rớt, cũng đau mắt. Tại thành phố Đà Nẵng, chỉ một số rất ít các trường mới có giáo viên tâm lý học đường chuyên trách. Vì vậy, giáo viên cũng phải kiêm cả vai trò người hỗ trợ, động viên tâm lý cho học sinh suốt quá trình học trực tuyến. Sau một thời gian dài thực hiện việc dạy học trực tuyến, các trường học cũng có sự linh hoạt trong thời khóa biểu trực tuyến, phương pháp giảng dạy. Để mà cho các em nó có tâm lý thoải mái nhất và để học online thì phải có sự phối hợp giữa giáo viên và phụ huynh. Phụ huynh ở nhà thì phải giám sát hoặc là có thể là có những em có ý thức rồi thì không cần giám sát, nhưng mà động viên các em là nhiều. Động viên và tạo một cái tâm thế nó cho nó sẵn sàng. Còn đối với giáo viên thì phải rất là nhẹ nhàng và tạo những cái bài giảng hết sức là lôi cuốn. Ngoài cái việc mà dạy học trực tuyến thì nhà trường cũng tập huấn cho các cái giáo viên các phần mềm để hỗ trợ cho việc dạy cho học sinh, nó cảm thấy nó sôi động và hứng thú trong việc học hơn, giống như các phần mềm QG, rồi về mọi cao hút, rồi các phần mềm khác như là Ajuta để kiểm tra việc dạy và học của học sinh. Thời gian qua, các cán bộ giáo viên đã được hướng dẫn thực hành kỹ năng tư vấn, hỗ trợ học sinh thực hiện những bài tập thư giãn, giảm căng thẳng trong quá trình học trực tuyến, đồng thời chuẩn bị tốt tâm thế cho các em quay lại trường. Hiện nay, bên cạnh một số khối lớp đã trở lại trường học trực tiếp, vẫn còn một số lượng rất lớn học sinh đang học trực tuyến. Ngoài việc hỗ trợ tâm lý cho các em, ngành giáo dục cũng cần đa dạng hóa các hình thức tổ chức dạy học mới, linh hoạt, chủ động trong kế hoạch giáo dục để thích nghi, ứng phó với tác động của COVID-19.